ông Zelensky duyệt đạo luật tuyển tù nhân vào quân đội. Theo hãng tin Reuters hôm 17 tháng 5 dẫn thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc hội Ukraine cho thấy Tổng thống Volodymyr Zelensky đã phê duyệt và ký ban hành đạo luật cho phép tù nhân gia nhập lực lượng vũ trang, gần hai tuần sau khi dự luật được thông qua tại quốc hội. Đạo luật cho phép ân xá những tù nhân ký hợp đồng nhập ngũ và thời hạn tù còn dưới 3 năm. Tù nhân bị kết án về các tội liên quan bạo lực như khủng bố, giết người có chủ đích và hiếp dâm không được phép gia nhập quân đội Ukraine. Một số quan chức Ukraine cho biết đạo luật có thể giúp quân đội tuyển mộ thêm tối đa 20.000 tân binh. Ông Zelensky cũng ký thông qua đạo luật tăng mức phạt người trốn lệnh nhập ngũ lên 8.500 UAH, tương đương 218 đô la Mỹ, tương đương gần một nửa mức lương trung bình hàng tháng tại Ukraine hiện nay. Trong cuộc phỏng vấn được công bố cùng ngày, Tổng thống Zelensky thừa nhận quân đội Ukraine cần thêm nhiều tân binh để cải thiện sĩ khí. Chúng tôi cần bổ sung quân dự bị, do lượng lớn lữ đoàn chiến đấu đã trống rỗng. Phải làm vậy để binh sĩ được luân chuyển, ông nói. Quân đội Ukraine đang đối mặt với nhiều thách thức trên tiền tuyến và rất cần bổ sung lực lượng. Tổng thống Zelensky cuối năm ngoái tiết lộ quân đội nước này đã đề xuất huy động thêm 450.000 đến 500.000 quân để có thể bám trụ trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, nỗ lực huy động thêm tân binh gặp nhiều khó khăn do ít người muốn nhập ngũ, một phần vì đã quá mệt mỏi với chiến sự. Nhằm giải quyết bài toán nhân lực, ông Zelensky tháng trước ký thông qua luật hạ độ tuổi huy động quân cho nhiệm vụ chiến đấu từ 27 xuống 25. Ông cũng ký đạo luật yêu cầu có thêm đánh giá y tế với nam giới thuộc diện miễn nghĩa vụ quân sự vì khuyết tật. Nga từ lâu cũng áp dụng chính sách tuyển mộ tù nhân vào quân đội. Một số người được cam kết ân xá hoàn toàn nếu họ chiến đấu hơn 6 tháng. Moskva cũng không áp đặt nhiều điều kiện trong việc tuyển tù nhân vào quân đội như kia. Tin do trung tâm tin 24 giờ biên tập và xuất bản. Cảm ơn bạn đã theo dõi.